Khi kim đồng hồ tại Santiago Bernabeu đã điểm phút bù giờ thứ 5, Endrick vẫn sải bước chạy sung mãn nhất từ phần sân nhà. Và rồi sau một pha phất bóng dũng mãnh, cậu trai mới 18 tuổi tung ra cú sút hiểm hóc bằng chân trái, đưa bóng đi chìm và nằm ngoài tầm cản phá của Alexander Dubel. Một pha dứt điểm thẳng mà không truyền dù đồng đội ở tư thế thuận lợi. Trong tình huống này đã thể hiện sự bản lĩnh mà không phải cầu thủ trẻ nào cũng có được. 3-1 cho Real Madrid và thêm một lần nữa Endrick đi vào lịch sử câu lạc bộ khi là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại Champions League với 18 tuổi, 58 ngày. Anh ăn mừng bằng động tác quen thuộc của chủ nhẫn Raúl González, như thể thông báo mình đã chính thức xô đổ kỷ lục của huyền thoại màu số 7. Và rồi một cuộc gọi khẩn từ Endrick truyền thẳng tới người bạn đồng lứa Lamine Yamal. Và bỗng chốc El Clasico nói riêng cũng như thế giới túc cầu nói chung như thăng hoa cảm xúc. Bởi môn thể thao vừa lại xuất hiện cặp kỳ phùng địch thủ mới, đầy tài năng và vô cùng trẻ trung, nhiệt huyết. Chắc chắn việc Kylian Mbappe tiếp tục nổ súng, Real Madrid có được khởi đầu thuận lợi tại Champions League đã được xem như là niềm vui vô bờ đối với các cổ động viên Real Madrid. Tuy nhiên, niềm hạnh phúc đó còn được nhân lấy gấp bội khi Endrick Felipe, ngôi sao được đánh giá tiềm năng nhất Galacticos 3.0, cũng tỏa sáng. Chỉ vừa mới thông báo sẽ cưới vợ ở tuổi 18, thanh niên 2K6 đánh dấu một cột mốc luôn bằng một trận đấu ấn tượng, dù chỉ có khoảng hơn 10 phút để thể hiện trên sân. Pha lập công vào lưới của Stuttgart đã giúp cho Endrick đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại Cúp C1 cho Real. Nên nhớ rằng trước đó Endrick từng là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong trận ra mắt La Liga cho Kenken vào thế kỷ 21. Với việc liên tục phá vỡ kỷ lục, chàng trai trẻ xứ Samba xứng đáng là tương lai của Kenken. Dưới thời của huấn luyện viên Carlo Ancelotti, Endrick đang được trao cơ hội thường xuyên hơn. Anh vẫn đang tích lũy kinh nghiệm và cố gắng tận dụng tốt những cơ hội của mình. Nói đến đây, ta lại càng khâm phục về nghệ thuật dùng người và tầm nhìn của thầy phù thủy người Italia cao siêu đến mức nào. Bạn đừng lầm tưởng việc sở hữu dàn đội hình mới thừa mứa những ngôi sao tại Real hiện nay. Huấn luyện viên nào cũng có thể dễ dàng thu về thành công. Việc phân bổ thời gian sao cho hợp lý, hướng những cái tôi cao cùng nhìn về một phía, không phải ai cũng làm tốt được như thầy An. Át hẳn người hâm mộ vẫn chưa quên nhiều ánh mắt phán xét, thậm chí là hả hê khi Endrick có bước chạy đà không thực sự ưng ý tại Bernabeu. Ấy vậy nhưng rất nhanh thôi, mọi sự hoài nghi đều tan biến bởi Endrick đang chơi thứ bóng đá thực sự thăng hoa. Quay trở lại vấn đề, một điều chắc chắn Endrick vẫn chưa thể chiếm trong mình suất đá chính khi dàn hỏa lực mang tên Galacticos 3.0 là quá khủng khiếp. Van Vẹt Đề, Tchouaméni, Bellingham ở hàng tiền vệ. Tuyến trên bộ ba Vinicius, Mbappe và Rodrigo đang bất khả xâm phạm. Ấy vậy mà Ancelotti vẫn luôn để cậu học trò trẻ vào vai quân bài chiến thuật đắc lực. Endrick luôn là sự lựa chọn hàng đầu mỗi khi thay người. Và khi được trao cơ hội, khát khao thể hiện của một ngôi sao trẻ luôn trỗi dậy bên trong anh. Với sự tiến bộ vượt bậc ấy, Real Madrid chắc chắn sẽ được hưởng lợi rất nhiều. Giờ đây, đối thủ của Real không những phải lo sợ sự đột biến đến từ những ngôi sao đã nhẵn mặt trong đội hình chính, mà còn phải giật mình thon thót mỗi khi bảng đệ tử thay người thông báo Endrick vào sân. Và khi ấy thú vị thay, phải là Endrick chứ không phải là Kylian Mbappe mới chính là kỳ phùng địch thủ trong hiện tại và tương lai với Lamine Yamal. Chính xác, rất nhiều tờ báo hay là giới chuyên gia đều nhận định rằng Yamal không hối hả như hầu hết tài năng trẻ muốn chứng tỏ mình. Cầu thủ này thi đấu rất tự tin, điềm tĩnh nhất định, cho cảm giác bản thân đã trải qua nhiều năm kinh nghiệm thi đấu ở các giải đấu lớn. Hay nói ngắn gọn lại, Yamal đang thực sự quá khác biệt so với lưới cầu thủ trẻ cùng thời. Khi ra mắt câu lạc bộ Barcelona, Lamine Yamal sớm cho thấy sự điềm tĩnh này, nhưng phải đến trận thắng Girona 4-1 cuối tuần qua, điều đó mới trở nên rõ ràng hơn. Yamal khởi đầu trận không tốt, hơi run, mắc một số lỗi xử lý bóng. Tuy nhiên anh nhanh chóng lấy lại phong độ và cuối cùng định đoạt trận đấu với cú đúp giúp Barca dẫn 2-0. Yamal hiện là một trong những cầu thủ có sức ảnh hưởng nhất với 3 pha lập công và 4 đường kiến tạo tại La Liga. Yamal là cầu thủ góp dấu giày và nhiều bàn thắng thứ nhì trong top 5 giải châu Âu. Và khi ấy nhà vô địch Euro 2024 cần một đối thủ thực sự tương đồng với mình ở nhiều khía cạnh. Mbappe và Yamal cũng là cặp đối đầu đáng xem, nhưng Endrick và Yamal, những cậu trai cùng thời, xem ra là trận chiến thú vị hơn nhiều. Cả hai chỉ chênh lệch nhau 1 năm tuổi, cùng bộc lộ tài năng rất sớm và quan trọng hơn, họ sẽ có dịp so tài cao thấp trực tiếp ngay tại El Clasico, trận siêu kinh điển hấp dẫn bậc nhất túc cầu. Vậy thì Endrick đã gọi người anh em cùng trang lứa tại sân chơi Champions League khắc nghiệt. Liệu rằng vào rạng sáng thứ 6 tới, Yamal có gửi lời hồi âm hay không? Chúng ta hãy cùng chờ đợi, đồng thời không khỏi phấn khích bởi đây chính là những hạt giống ươm mầm để mang tới sự hồi sinh mạnh mẽ cho El Clasico sau quãng thời gian lụi tàn thời hậu Ronaldo và Messi.